qua. Không, mẹ cảm ơn. Thì cũng cảm ơn hỗ trợ của tất cả quý vị mạnh thường quân cũng như công ty VHome đã hỗ trợ cho những mảnh đời cho nhỡ sống lang thang, neo đơn, có những cái phần quà để ổn định trong cuộc sống. Rồi thôi cụ khỏe. Thì cụ sống như vậy là con cháu cụ đâu? Dạ cảm ơn thầy. Cụ có con cháu gì không? Cụ có con cháu gì không? Không có. Năm nay cụ bao nhiêu tuổi à? 90 tuổi. Năm nay cụ đã 90 tuổi. Cụ sống như vậy rồi mình đi nhặt ve chai hay đi bán vé số à? Đi ngồi đây ai cho đồng nào hay đồng đó. Ai cho đồng nào thì hay đồng đó. Cuộc sống rất là khó khăn. Thôi một lần quý mạnh quân hỗ trợ. Rồi mình có nhà cửa gì đó ở không ạ? Nhà gặp đi. Nhà mình là thế là nhà đàng hoàng. Nhà hẹp lắm. Mẹ ngang có ba, chưa đầy ba nữa. Rồi ai xây cho mình? Ai xây cho mình ạ? Nhà nước xây cho mình ạ? Bây giờ thôi xin phép phụ đi. Năm nay ông bao nhiêu tuổi? 16 là nhà cửa mình ở đâu? Nhà cửa. Có con cháu gì không? Con cháu ở quê. Con cháu mình ở dưới quê làm gì có cho tiền mình sống không? Con cháu thì được bao nhiêu đứa? 4-5 đứa. Con cháu 4-5 đứa mà không giúp cho cụ được cái gì à? Cụ đây thì nói chung là năm nay là 76 tuổi, cụ mỗi ngày như vậy thì nằm ở ngoài đường để ngủ chứ cũng không có nhà cửa. Thì con cháu thì ở dưới quê cũng khó khăn, cũng không giúp được cho cụ. Thì hôm nay nhóm sinh viên khởi nghiệp được sự tài trợ của công ty VHome. Công ty VHome hỗ trợ một phần quà cho cụ để cụ ổn định được cuộc sống. Thì đây là một cái tấm lòng của tất cả các anh em sinh viên khởi nghiệp. Thì chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị Mạnh Thường Quân cũng như là công ty VHome đã giúp đỡ cho những quãng đời, những cái cuộc sống khó khăn vượt qua những cái sự vất vả. Chân thành cảm ơn. Quà mà hội từ thiện từ cái team ba nó đấy, bên công ty cháu có quà tặng cho những người nghèo khó khăn trong cái đợt này. Cứ một tháng thì cháu lại đi một lần. Thì đây là ông cứ nhận rồi cố gắng, thì có nghĩa là một quà nhỏ thôi nhưng mà nó có thể động viên trong những hoàn cảnh khó khăn. Rồi mà ông có tôi cảm ơn anh là chưa dạ, không sao đâu anh mạnh giỏi à. Ông cứ một ngày bán được bao nhiêu tờ? Có 80 tờ. 80 tờ? Có nhiều đây là một ngày là ông chỉ bán có 80 tờ thôi. Giờ ông ở với ai? Ở một mình à. Ở một mình? Ở một mình không có con cháu à. Thế là mọi chi phí là ông tự lo, tự sống của mình. Cảm ơn. Rồi không mừng ai à. Thôi bác chú thì hôm nay tem 360 hot cũng có một chút phần quà gửi tặng cho chú. Cũng biết chú là đang bị tàn tật bán vé số, thì hôm nay gửi đến chú phần quà để giúp cho chú một phần nào sống. Và chân thành cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân đã tài trợ, đã ủng hộ cho cái chương trình này được thành công. Xin cảm ơn. Thì mình đi bán vé số về là một ngày mình thu nhập bao nhiêu ạ? Dạ, 203. 203. Rồi mình có nhà cửa gì để ở hay là ở phòng trọ? Dạ, thuê phòng trọ. Phòng trọ một tháng đó mình thuê bao nhiêu? Dạ, 500. 500. Dạ. Rồi mình có
còn có con cháu gì không hay là mình... Dạ có bà xã có hai đứa con. Hai đứa con mình đang làm gì? Dạ đang học ạ. Đang học. Dạ. Học lớp mấy? Dạ đó là lớp 3. Lớp 3, còn dạ. Nhỏ nữa thì lớp 1. Lớp 1. Dạ. Thì mình tên gì ạ? Dạ Dương Thành Tý. Dương Thành Tý. Dạ. Hiện nay thì chú Dương Thành Tý năm nay là bao nhiêu tuổi vậy chú? Dạ 44 ạ. 44. Dạ. Đang bị tàn tật đi bán vé số để nuôi hai đứa con. Còn nhỏ đang đi học cấp 1. Dạ. Thì còn vợ mình là đang làm gì? Dạ vợ cũng bán số. Và cũng đi bán vé số. Hai vợ chồng một ngày thu nhập chừng 2 triệu 3 triệu một tháng không? Dạ. 2 triệu mấy à? 2 triệu mấy à? 2 triệu mấy. Dạ. Thì cũng 2 triệu mấy này cũng đầy đủ để hỗ trợ phòng trọ. Rồi còn tiền chi phí học hành ăn uống của con cháu nữa thì chắc cũng khó khăn. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cũng mong quý vị mạnh thường quân cũng nên quan tâm ủng hộ chia sẻ cho cái hoàn cảnh của chú Dương Hành Trí này. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dạ, chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân cũng đã tài trợ giúp đỡ cho phần quà này. Dạ. Thường quân kính thưa mọi người, thì hôm nay bên tem 360 hot tới đây gửi cho cụ một phần quà để giúp cho cụ vui sống. Thì đây là cái phần quà của mạnh thường quân ở trong tem 360 hot hỗ trợ. Thì chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của tem 360 hot cũng như là công ty Be Home đã hỗ trợ phần quà này cho các cái cụ già neo đơn khó khăn sống ở ngoài đường được cái sự vui vẻ. Thì cụ năm nay là bao nhiêu tuổi ạ? 70 tuổi rồi, con cháu cụ có không? Có cháu và cháu bên chồng. Cháu bên chồng. Là cháu bên chồng con của cụ hả? Bên người chồng, rồi chồng của đâu? Nhưng mà chồng đâu? À không có con. Nhưng mà chồng của cụ đâu? Mất mấy năm? Mất bao nhiêu năm ạ? 3 năm. Mất 3 năm. Rồi hàng ngày mình sống bằng cái gì ạ? Bán vé số. Bán vé số thì một tháng mình khoảng thu nhập bao nhiêu ạ? Khoảng bán 1 giờ 9. Dạ. 50 ngàn. Thì có đủ để sống không? Rồi mình ở ngoài đường như vậy ha, mình ở trọ. Ở về, ở nhà trọ. Nhà trọ, một tháng mình đóng bao nhiêu? Ta cho ở nhà. Tức là người ta cho ở nhà công ty. Tháng cũng cho 700 vậy đó. Mấy trăm ạ? 300. 300. Thì qua đây cũng mong quý vị mạnh thường quân cũng như mọi người các hội nhóm thiện nguyện cùng chung tay giúp sức cho những mảnh đời cơ nhỡ khó khăn, không nơi nương tựa, không người chăm sóc, không con cái, sớm vượt qua những cái khó, những cái vất vả đau thương trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Giúp đỡ cô, cảm ơn các cháu. Mà chú Tài. Hôm nay thì bên 360 hot tem có một cái chút quà nhỏ để cho chú để chú vui vẻ cuộc sống. Thì mình đi bán hay là đi xin? Rồi nhà cửa mình không? Hả? Ngoài Bắc. Ngoài Bắc. Rồi ở đây mình có vợ con gì không? Không có. Thì mình sống ở đâu? Đi đâu ngủ đó, đi đâu ngủ đó, tức là sống lang thang ở ngoài đường à? Dạ. Dạ. Thì cũng trường hợp đây cũng rất là khó khăn, thường là sống ngủ bờ ngủ bụi, không có chỗ để ở nương tựa, cũng rất mong sự chung tay, sự giúp sức của quý vị mạnh thường quân cũng như của các hội nhóm giúp cho những cái mảnh đời này sớm vượt qua những cái khó khăn. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi? 55 tuổi. Có bị bệnh gì không? Bị tật. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Cái này tặng đi. Sao tặng đi chứ không nói được. Mình có nói không? Thì cái gì? Kính thưa mọi người. Thì đúng.
Chị ơi, cho em hỏi là hàng ngày như thế này thì chị mưu sinh như thế nào ạ? Bán chỉ số. Rồi một ngày chị bán khoảng bao nhiêu ạ? Dạ. Dạ. Rồi vậy chị có con cái gì không ạ? Dạ. Dạ. Mưa gió vậy nếu mà lỡ mưa rồi khi mưa ở chân chị bị sao ạ? À? Bây giờ ô chị bị như thế này lâu chưa? Năm rồi. Rồi có đi có ai giúp trợ giúp đi khám rồi mà? Một ngày là bán chỉ được mấy chục thôi. Tại thì bên tụi em là nhóm cộng đồng và tụi em khi quay như thế này nè thì tụi em sẽ nhờ nhiều người trợ giúp tới giúp đỡ những người khó khăn, thì trong đó những người mà có hoàn cảnh không tốt nên thì bên công ty tụi em mới ra chương trình là đi giúp đỡ người ngoài đường và sẵn đó mình quay để cho các mạnh thường quân ủng hộ. Dạ. Em cảm ơn.